Mở đầu chương trình văn nghệ là tiết mục múa, liên khúc Nhà em ở lưng đồi, đi học do các bạn học sinh và cô giáo chủ nhiệm lớp 5B biểu diễn. Xin dành một tràng vỗ tay thật lớn để đón chào tiết mục văn nghệ đầu tiên của chúng ta. Nhà em
xin cảm ơn tiết mục văn nghệ của lớp 5B.